chưa xoán ngôi tổng, Tô đã chuẩn bị lực lượng khủng và hốt cọc. Hiện nay, Tô Lâm mới chỉ là kẻ có lợi thế nhất trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng bí thư, chứ ông chưa thực sự trở thành tổng bí thư. Vậy mà ông cư xử và hành động như là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vậy. Đầu tiên, ông dẹp bỏ luật chơi do Nguyễn Phú Trọng đặt ra. Ông cho bắt quan chức mà không thông qua hình thức kỷ luật Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp đó, Tô Lâm đặt Bộ Công an lên đầu Bộ Chính trị khi ông cho triệu tập 63 giám đốc công an các tỉnh thành về Hà Nội để họp tự chọn ra bộ trưởng, rồi gây áp lực buộc Bộ Chính trị phải đồng ý. Đấy là những dấu hiệu cho thấy Tô Lâm ngày một lộng quyền, bất chấp kỷ cương phép nước và bất chấp luôn cả kỷ cương của Đảng. Trước đây, Tô Lâm chỉ chà đạp lên luật pháp, bắt bớ và khủng bố dân một cách tùy tiện. Nhưng với Đảng, ông vẫn luôn tỏ ra là một người biết vâng lời. Đặc biệt, ông vâng lệnh Tổng Trọng một cách vô điều kiện, kể cả việc sẵn sàng vi phạm pháp luật quốc tế cũng như luật pháp các nước khác để mà sang bắt cóc người đem về cho ông Tổng Bí Thư. Một nguồn tin cho Thời báo .d được biết, Tô Lâm đã cho thành lập một cơ quan bí mật thuộc Bộ Công an với hàng trăm sĩ quan có nghiệp vụ chuyên thực hiện việc bắt cóc người ở nước ngoài. Nghĩa là Chủ tịch nước Tô Lâm đang có cách suy nghĩ giống như một ông trùm của các tổ chức khủng bố vậy, chuyên đào tạo người để mà đi thực hiện các cuộc bắt cóc. Điều này cho thấy Tô Lâm quả thực là con người cực kỳ nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm với người dân mà ông ta còn nguy hiểm cả với những người cộng sản không thuộc phe nhóm của ông. Mới đây, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đang dậy sóng với tin tức về việc lực lượng chuyên bắt cóc của Tô Lâm lại sang Thái Lan bắt cóc người, như trường hợp của blogger Thái Văn Đường vào tháng 4 năm 2023. Người bị bắt cóc lần này là thuộc dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam truy bức và phải trốn sang Thái Lan xin tị nạn. Hiện Tô Lâm chưa thật sự xoán ngôi Tổng Trọng, nhưng người Việt trong nước và khắp thế giới bắt đầu cảm nhận được sự bất an với một tổ chức tội phạm nhân danh nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đánh giá về khả năng Tô Lâm ngồi vào ghế Tổng Bí Thư, hầu hết giới quan sát đều nhận xét đó chỉ là vấn đề thời gian. Việc Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước là bước đệm để trở thành viên chức cho chức Tổng Bí Thư. Một khi ông chính thức trở thành Tổng Bí Thư, đó sẽ là một thời kỳ mới, với cách lãnh đạo mới, cứng rắn hơn, sắt máu hơn rất nhiều. Vũ khí tối thượng của Tô Lâm là bạo lực và khủng bố. Ông không cần dùng bất kỳ sức mạnh mềm nào cả. Khi lên được ghế Tổng Bí Thư, ông sẽ phát huy tối đa thứ vũ khí này. Có thể nói Tô Lâm là con người nguy hiểm nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước tới nay. Bằng sức mạnh bạo lực từ hệ thống công an, Tô Lâm đã ép được Bộ Chính trị phải gật đầu trước các yêu sách của ông. Không rõ những thành viên còn lại của Bộ Chính trị sẽ tính toán như thế nào, có đối sách gì để mà kiềm chế Tô Lâm hay không. Nếu không cản được Tô Lâm thì đấy không chỉ là tai họa cho 15 ủy viên Bộ Chính trị còn lại, cũng như nguy hiểm cho 200 ủy viên Trung ương Đảng, mà còn nguy hiểm cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước. Tô Lâm vẫn là mẫu người hành xử theo cảm tính và không ngại dư luận. Việc ăn thịt bò rất vàng đồng thời cho phép ghi hình cho thấy Tô Lâm không ngại những hình ảnh xấu xí đó bị phơi bày lên mạng xã hội. Một khi Tô Lâm nắm toàn quyền, Đảng sẽ bị mất lòng dân hơn nữa, và chắc chắn Tô Lâm sẽ lại dùng thứ công cụ duy nhất mà ông ta có để mà giải quyết, đấy là bạo lực của công an. Ông sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng đến khắp Việt Nam và cả người dân Việt Nam trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin chưa xoán ngôi Tổng Trọng, Tô Lâm đã chuẩn bị lực lượng khủng và hốt cọc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Phần xác được nhồi thuốc tàu, liệu Tổng Trọng có ngọ nguậy được bao lâu nữa? Những lần xuất hiện gần đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là lần xuất hiện ở Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào ngày 18 tháng 5 và lần xuất hiện chiều ngày 12 tháng 6 trong cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt tại trụ sở Trung ương Đảng cho thấy khuôn mặt ông có dấu vết phù thủng do bị tích nước vì dùng thuốc. Trong vòng một tháng, ông Trọng xuất hiện chỉ có hai lần ngắn ngủi
và có lẽ đấy là khả năng tối đa mà ông có thể làm trong tình hình sức khỏe ngày một suy yếu như hiện nay. Mỗi lần xuất hiện, ông lại phải mất cả tháng nằm viện 108 để mà dưỡng sức. Vậy thì sức khỏe của ông còn được bao nhiêu? Cho đến nay, trong số lãnh đạo cấp cao, chỉ có ông Trọng là chọn chữa bệnh ở trong nước thay vì đi nước ngoài điều trị như Nguyễn Bá Thành, Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, Lê Văn Thành. Có lẽ chỉ có ông mới đủ tự tin rằng ban chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương sẽ chăm sóc tốt sức khỏe cho ông. Trong thời kỳ nhiễu nhương các phe phái đánh nhau không từ một thủ đoạn nào thì chẳng ai dám tin rằng cái ban chăm sóc sức khỏe kia là chữa bệnh hay lại thuốc cho bệnh nhân. Thật ra ông Trọng chọn ở trong nước điều trị nhưng ông vẫn chọn y tế nước ngoài mà đặc biệt lại là đội ngũ y bác sĩ hàng đầu của Trung Quốc. Bệnh viện quân y 108 lập một khu đặc biệt, trong đó các bác sĩ được Tập Cận Bình cử sang để chăm sóc sức khỏe cho ông Trọng. Các y bác sĩ người Việt bị hạn chế đến gần khu vực này, có lẽ ông Trọng cũng chẳng tin vào việc các vị giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ người Việt kia có thật tâm chữa bệnh cho bệnh ông hay không. Trên thực tế, nếu ông hoàn toàn tin vào họ, thì có thể giờ này ông đã trầu Diêm Vương từ lâu. Kể ra, đội ngũ y bác sĩ Trung Quốc cũng rất giỏi. Họ đã giành lại sự sống cho ông sau lần gục ngã tại Kiên Giang vào hồi năm 2019. Đó là lần đột quỵ thứ nhất khi ông đến đây. Và kỳ diệu hơn, họ còn chữa cho ông có thể đi lại được, mặc dù bước đi của ông rất yếu ớt, chập chững như em bé mới vừa tập đi, mà bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào khi gặp ông đều phải dắt tay ông mới đi được. Tuy nhiên, giờ đây, chồng ông Trọng cũng chẳng khác nào một zombie, như một cái xác biết đi và thiếu hẳn phần linh hồn, thiếu cái sức sống tự nhiên trong cơ thể một con người. Có người nhận xét rằng nhìn ông cứ như một xác ướp vậy, được đội ngũ y sĩ Bắc Trung Hoa tẩm ướp bằng thuốc của Tàu để kéo dài hơi thở. Câu hỏi đặt ra là vì sao lãnh đạo Trung Quốc lại ưu ái với một ông già gần đất xa trời đến thế? Tại sao phải cử người đem thuốc quý sang tận Việt Nam để kéo dài cho bằng được sự sống của ông? Át hẳn Tổng Bí Thư đã mang đến sự hài lòng không ít cho Tập Cận Bình. Hơn nữa có thể Tổng Trọng vẫn còn những giá trị nào đó cho mưu đồ của Bắc Kinh đối với Việt Nam. Hoặc giả Tập muốn thông qua Tổng Trọng để bắn tín hiệu đến giới lãnh đạo của Việt Nam rằng nếu thuần phục thì sẽ nhận được những biệt đãi như vậy. Ông Trọng luôn thể hiện sự trung thành với Tập Cận Bình. Ông giữ mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước dựa trên mối quan hệ giữa hai đảng, tức là đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi quốc gia. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cần Đảng Cộng sản Trung Quốc che chở. Thứ mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể dùng để trao đổi với Trung Quốc, tất nhiên, chỉ có thể là sự hy sinh quyền lợi quốc gia. Nói thẳng, đó có thể là sự chăm sóc y tế đặc biệt từ Bắc Kinh. Ông Trọng chỉ có thể là hy sinh quyền lợi quốc gia mà ông có quyền quyết định nó. Rồi đây, sau khi ông Tổng Trọng qua đời, di sản mà ông để lại là một nước Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, cả về kinh tế lẫn chính trị. Rồi người lên thay ông cũng tiếp tục chính sách của ông, cũng phải mua sự bảo kê từ phương Bắc bằng những quyền lợi quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin phần xác được nhồi thuốc Tàu, liệu Tổng Trọng ngọ nguậy được bao lâu? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de